Thời gian qua, công tác giảm nghèo được huyện Công Lông quan tâm chỉ đạo thực hiện với nhiều giải pháp sát thực mang lại hiệu quả cao, giúp nhiều hộ nghèo từng bước chủ động vươn lên thoát nghèo bền vững. Trong năm 2023, huyện triển khai hiệu quả các chương trình dự án hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo phát triển sản xuất gắn với đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm trong phát triển kinh tế, đồng thời tạo điều kiện cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được tiếp cận với nguồn vốn vay ưu đãi và các dịch vụ xã hội cơ bản để đẩy mạnh phát triển sản xuất, tăng thu nhập, cải thiện và nâng cao đời sống. Nhờ đó, trong năm 2023 có hơn 1.000 hộ thoát nghèo, 145 hộ thoát cận nghèo. Trong thời gian tới, huyện tiếp tục huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong thực hiện công tác giảm nghèo, ưu tiên bố trí nguồn vốn từ các chương trình dự án để hỗ trợ nhà ở, đất ở và sinh kế cho hộ nghèo cận nghèo chú trọng đầu tư hoàn thiện hạ tầng thiết yếu phục vụ sản xuất phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc thiểu số đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân thay đổi nếp nghĩ cách làm tích cực lao động sản xuất phát triển kinh tế vươn lên thoát nghèo bền vững